Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì Đức Kiên đang có mặt tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nơi đây chính là trụ sở của Mark Home miền Bắc. Chúng tôi sẽ có showroom để trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Khi mà quý vị đến tham quan tại trụ sở chúng tôi, không chỉ là tham quan showroom đâu mà còn có thể được chúng tôi tư vấn trực tiếp nữa. Và trên tay tôi đây chính là một cuốn catalog. Ở đây sẽ có rất nhiều những mẫu nhà đẹp, về cả những mẫu nhà vườn này, nhà lô phố. Và nó sẽ giúp cho quá trình quý vị muốn tham khảo thêm về những công trình làm sao cho nó phù hợp với ý của mình để có thể đạt được một ngôi nhà đẹp như ý. Và không chỉ là những cuốn catalog này đâu, mà chúng tôi còn về trực tiếp tại công trình quý vị để có thể tư vấn và ký kết hợp đồng một cách miễn phí. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ theo chân đội ngũ kỹ sư anh Chí Thanh và anh Viết Hạnh để cùng tư vấn và ký kết hợp đồng với gia đình anh Tây có địa chỉ tại Chương Mỹ. Vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển để khám phá những quá trình làm việc nhé. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, và bây giờ là đang trong cái quá trình chúng tôi di chuyển đến nhà khách hàng nhé. Và cũng gần đến nơi rồi. Và cái quá trình di chuyển như thế này thì cũng rất là quan trọng, bởi vì là chúng tôi sẽ có thể đánh giá luôn được cả cái nền địa chính ở đây, để sau này có thể căn cứ vào đó lựa chọn những cái giải pháp xử lý nền và móng làm sao cho nó phù hợp. Đây ví dụ như đang lên dốc cũng khá là cao. Đó thì với những cái loại đất khác nhau hay là loại địa hình khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp xử lý nền và móng khác nhau, làm sao cho vừa đảm bảo cái chất lượng này, vừa có thể đảm bảo về cái giá thành đầu tư của gia chủ. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đến với gia chủ để chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khu đất đối với cái công trình mà chúng ta sẽ xây dựng trên đó là như thế nào quý vị nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp theo. Và quý vị thân mến, hiện tại thì tôi đã có mặt tại Chương Mỹ, Hà Nội rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ là đến tư vấn đâu, mà còn có sự tham gia của cả hai kỹ thuật viên của chúng tôi. Thì đây, hai anh vừa đã gửi xe xong và đang di chuyển xuống để chuẩn bị vào phía bên trong của gia chủ. Thì bây giờ có lẽ là anh Thanh sẽ như mọi khi là sẽ liên hệ lại với gia chủ để em chúng ta có thể vào công trình. Chờ xíu thì anh điện cho bác ý. Hiện tại thì đã di chuyển đến công trình rồi, thì em xin phép một chút để điện cho khách hàng xem là thông tin khách đến đâu, có nhận được định vị của bác ấy thì quanh khu vực này thôi, nhưng mà phải điện lại cho bác ấy thì xem như nào. Bình thường thì chúng tôi sẽ xin định vị qua Zalo, xong rồi sẽ đến tại địa bàn để có thể tìm hiểu xem là công trình của chúng ta sẽ ở vị trí nào. Tuy nhiên thì nhiều khi Zalo nó sẽ bị nhảy vị trí các bạn, nó sẽ không chuẩn được, thế là vẫn phải điện lại cho gia chủ ra ngoài đón. Và bây giờ thì sẽ điện cho gia chủ để chúng ta vào trong công trình chúng ta khảo sát đất quý vị nhé. Và như quý vị có thể thấy, ngày hôm nay chúng ta tham gia là bao gồm hai anh Thanh và anh Hạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ nhất có thể, bởi vì là cái khoảng thời gian đầu năm thì những cái hợp đồng mà đã ký kết để thi công rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi phải tăng cường cái đội ngũ để làm việc làm sao có thể nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đây rồi, đây. Anh có chờ. Và cũng rất là nhanh chóng thôi, đã thấy gia chủ ra rồi. Có lẽ là anh cũng đã đợi trước ở nhà cũng khá là háo hức để có thể là đón đội ngũ thanh tra, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về để có thể khảo sát đất. Em chào anh ạ. Anh ơi, nay bọn em xin phép là có tí tư liệu làm việc tại nhà mình quay phát tí anh nhá. Anh em mình cứ làm việc bình thường thôi anh ạ. Anh ạ. Cho mấy anh em đi cùng à. Xin chào. Vừa vào đến trong này đã có thể nhận thấy cái nền địa chính ở đây nó rất khác biệt. Đây là một cái khu vực Chương Mỹ, nhà Hà Nội cũng sẽ có thêm những cái địa hình đồi núi. Và như gia chủ ở đây cũng đã chia sẵn những cái ô rồi, có lẽ là cũng đã có sự chuẩn bị để ngày hôm nay đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về khảo sát đất chắc là đã chia sẵn về những cái công năng hay là gì đó gia chủ đã tìm hiểu từ trước. Thì như quý vị có thể theo dõi ở đây, không chỉ là chia sẵn ô bằng cái vôi mà còn có cả dây nữa. Đây tới đây. Thì hiện tại ban đầu bao giờ là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi cũng sẽ đi xem qua một lượt tất cả các cái yếu tố của đất này, về những cái hiện trạng xung quanh. Bởi vì là cái hiện trạng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc chúng ta bố trí xem là công trình sẽ nằm ở đâu trên cái lô đất đó.
này là nó đang bị thoải xuống dốc anh nhỉ? À, không, mình múc băng không sao. Vâng. Bởi vì sau là mình cuốc cuốc móng hơn. Mình làm bằng hết đúng không? Đợt tới anh đang muốn làm như nào anh? À, thì ngoảnh xuôi bởi vì nó đây là vâng. Điện. Em đang thấy là nếu như mà rắc móng đây cái sảnh chính nó hướng về này đúng không? Sảnh chính hướng hướng vâng. Bên này. À, sảnh phụ bên này là sảnh phụ anh. Đất thì nhà mình ở đây rộng rãi thoải mái xây dựng rồi. Hôm nay em sẽ vào em sẽ trao đổi qua sơ bộ chút để em lấy cái phương án, anh em sẽ có cái phương án điều chỉnh cũng như là làm thiết kế anh nhá. Thì anh em vào trong nhà chút. Đất này thì chắc em nhìn địa hình này thì sau này mình nhiều phương án. Và như thường lệ thì bây giờ anh Thanh sẽ vào để có thể là tư vấn với cả gia chủ, sẽ chia sẻ tất cả những công đoạn mà chúng ta sẽ thực hiện trong ngày hôm nay. Và sau đó đối với anh Hạnh thì ngày hôm nay sẽ tăng cường đi đo khảo sát đất về những cái kích thước rồi là những cái flycam, có những cái bức ảnh từ phía bên trên trời xuống. Thì như đã giới thiệu với quý vị từ vừa nãy rằng là cái việc chúng ta bố trí cái hiện trạng làm sao cho nó phù hợp với cả lô đất là một cái điều rất quan trọng. Mà mỗi nhà, mỗi khu vực, mỗi công trình là chúng ta sẽ có một cái hiện trạng khác nhau. Vì vậy nên là cái việc chúng ta sử dụng một cái bản vẽ thiết kế dành riêng cho công trình nhà mình là thiết yếu. Và như ở đây thấy rằng là gia chủ đã chuẩn bị khá là chu đáo về cái hướng này, rồi là những cái chia công năng cho công trình. Thì có rất ít công trình nào mà gia chủ đã tự tìm hiểu trước như vậy. Và không chỉ cần đến cái đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại công trình, thì cái điều đó cũng sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta thi công công trình sẽ lên được những cái ý tưởng theo ý kiến của gia chủ nó sẽ tốt hơn. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong để cùng xem cái quá trình anh Thanh tư vấn với gia chủ nhé. Thế này nếu như mà cà phê cà pháo như này là xịn anh ạ, nhưng ở công trình thì chỉ có ngồi uống trà thôi ạ. Không có trà thì cũng hay mà. Vâng. Uống trà nó cũng hay mà. Mình không hay uống trà cho nên. Thay mặt công ty thì hôm nay em đại diện về là kỹ thuật của bên công ty sẽ là người về hỗ trợ và khảo sát lại trực tiếp lại cái phương án đất thi công nhà mình từ tới. Em sẽ hôm nay anh em mình sẽ thống nhất cái buổi làm việc cũng như là hỗ trợ anh. Trong cái quá trình mà hỗ trợ thì tất cả mọi vấn đề ngày hôm nay anh em mình làm việc ý, anh cảm thấy những cái vấn đề nào anh cần được xử lý, mong muốn được xử lý, em sẽ cố gắng em giải thích làm sao cho anh hiểu nhất. Ngoài cái vấn đề đó rồi thì anh không hiểu cái vấn đề nào thì anh cứ báo lại với em, hoặc là trong cái quá trình mà em trao đổi mà em trao đổi nhanh quá cũng như là cái phương án anh đưa ra em vẫn chưa hiểu với anh thì anh em mình có thể ngồi tổng hợp lại để đưa ra cái phương án nó cụ thể nhất để hai anh em có thể thống nhất được với nhau, để có thể nếu như mà đợt tới mà hôm nay về làm việc cũng là cái buổi đầu tiên cũng là phải thể hiện được các cái sự chuyên nghiệp nhất để gửi đến cho anh có một cái thông tin cụ thể để anh nắm được. Em thì em có cái định hình đất nhà mình rất là rộng rồi, em cứ có cái định hình cái khuôn viên ngõ của mình đây anh nhé. Đây là có khuôn viên ngõ này, từ đây đi vào, vâng, cứ biết là ngõ đây, nó cái dọc đường nhà anh rồi. Theo như anh mong muốn xây dựng thì hiện tại nhà sảnh chính nó sẽ hướng lên đằng này, đây sảnh chính đây. Đấy, cái sảnh chính này em có check hiện tại nó đang rơi khoảng độ 10 độ bắc, tầm 10-12 độ bắc gì đấy, thì xíu nữa bọn em sẽ làm lấy hướng theo cái hướng của mặt ngõ. Cái công năng sử dụng được tới anh muốn làm thế nào? Mình muốn là ở dưới 2 phòng ngủ, ở trên mấy tầng? 3 phòng ngủ, 2 tầng. 2 tầng. 2 tầng hệ mái gì anh? Mái Nhật. Nhật. Chắc là về cái vấn đề về cái phương án bằng anh em mình thống nhất xong bộ sơ bộ qua xong xuôi rồi. Thì em sẽ đi đến cái phương án tiếp theo. Thì cái này anh cũng phải chia sẻ thật với em. Có thể thật hoặc không thể thật. Đấy là em nói luôn là như vậy. Tài chính vì anh có thể chia sẻ thật với em hoặc là không chia sẻ thật với em. Nhưng cái này là cái bên em theo quy trình làm việc của bên em sẽ hỗ trợ anh. Đó là cái định hướng tài chính tiếp theo. Đó. Thì hiện tại bây giờ là tầm tài chính anh xây dựng và anh mong muốn đầu tư để xây dựng ra nó khoảng độ bao nhiêu tiền? Nếu mà làm một cái mà đẹp đẹp một chút như trong hình này nhé. Vâng. Như trong hình này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ khoảng 1.7 tỷ nào được không? Nếu như mà anh tầm gần đi tiền thì thôi anh không cần phải trao đổi nữa, để em sẽ trao đổi tiếp. Anh tầm ý là xây rồi. Tầm ý là anh xây rồi, nhưng mà bởi vì đơn vị bên em không như đơn vị khác là báo giá cho anh là 5 hay 6 triệu mét vuông hay 7 triệu mét vuông. Bên em là báo giá theo khối lượng. Cái này em phải chia sẻ lại với anh, bởi vì bên em chỉ có thể báo giá cho anh về chi tiết về xây dựng phần thô này,
về phần móng này, về phần mái này. Còn lại cái chi phí hoàn thiện sau này thì anh em mình sẽ phải làm việc với nhau sau khi mà ra cái quyển dự toán khối lượng chi tiết. Bởi vì anh em mình phải thống nhất một điều là cái khung thô này bọn em đã nắm được đơn giá vật tư vật liệu về cắt đá xi, về sắt thép rồi. Và về khối lượng phần móng rồi. Nhưng cái phần hoàn thiện sau này liên quan phần sơn này, phần cửa này, phần lan can của anh này, phần làm mái của anh. Bởi vì làm mái anh có thể sử dụng vỉ kèo bằng thép siêu nhẹ hoặc là anh có thể sử dụng vỉ kèo bằng nhôm. Và cái giá nhân công chi phí phần ngói sau này nó cũng phụ thuộc vào cái đơn giá tiếp theo là anh lựa chọn. Bên em chỉ có gửi lại cho anh bảng có giá thôi. Nếu như anh có điều kiện anh có thể xây lên 7 triệu, 8 triệu mét vuông được. Thậm chí 9 triệu, 10 triệu mét vuông được. Nhưng mà cái tầm tài chính của anh ít thì bọn em sẽ phải điều chỉnh lại trong cái khoảng độ làm sao cho phù hợp. Bởi vì sơn nó đang hiện tại trên thị trường nó đang có rất nhiều hãng sơn, mỗi loại một giá. Đấy. Và cửa giả cũng vậy, hệ thống thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng cũng vậy. Thì nó rất là nhiều, nên là khi mà anh chia sẻ với em tầm tài chính đấy thì em nghĩ là chắc là ok. Em nghĩ là trong cái nhà của mình nó đang dao động thi công để mà hoàn thiện xong các cái hạng mục đó, nó không phải lo nghĩ nữa. Đấy, cái nên nếu anh đã chia sẻ thật sự với em rồi thì yên tâm, mình không lo được vấn đề giá cả sau này nữa rồi. Có cái vấn đề tiếp theo đó là về cái quy trình làm việc của bên em. Thì em có phải trao đổi luôn cho anh, thì bên em hiện tại thì về quy trình làm việc anh có theo dõi đơn vị của em nhiều chưa ạ? Cũng bây giờ cũng theo dõi ít trên YouTube. Ít không thì... mới này tôi mới chuẩn bị xây nhà để mình theo dõi vậy chứ còn gì. Mới theo dõi thì làm sao mà mới theo dõi thì hôm nay bọn em về anh đã chắc vẫn còn đang không nghe bảo... mới theo dõi nhưng mà cũng thấy nhiều nhà làm bên đơn vị Bắc Hồ rồi. Dạ vâng, bên em thì hiện tại có một anh ngoài chợ cá đây, anh làm cùng công ty luôn, anh cũng đang làm cũng thuê bên Bắc Hồ. Em mới giới thiệu qua một chút, cũng là quảng cáo luôn các bác xem truyền hình chút. Đơn vị bên em hiện tại là có mặt trên thị trường đến thời điểm bây giờ là được 11 năm rồi, gần sang đến năm thứ 12 rồi. Và cũng là một đơn vị hiện tại được các bác tin tưởng và kiểm chứng rất nhiều. Các bác đã sử dụng dịch vụ bên em. Đấy thì trong quá trình làm việc thì sẽ có, để mà hoàn thiện được một cái bản vẽ này thì bên em sẽ triển khai, nó dao động đâu đó khoảng độ tầm 11 phòng ban thì mới hoàn thiện được một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ gửi lại cho anh, trình lại cho anh. Đầu tiên thì khi bên em tiếp nhận cái thông tin của anh và anh kết hợp ký cái hợp đồng thiết kế với bên em thì bên em sẽ bàn giao lại cho các bạn làm việc, sẽ có một bạn mặt bằng vào trao đổi công việc với anh để dựng lại cái phương án mặt bằng này trước. Thì nó sẽ có tỷ lệ kích thước cái mặt bằng này của anh, thì anh cũng có khi mà em gửi cái phương án mặt bằng của anh ấy, thì lại sẽ có hai phương án tiếp theo để anh làm việc. Một, anh nhận được cái file mặt bằng của bên em rồi anh xem và điều chỉnh lại kích thước của một bên em. Một là anh đã điều chỉnh rồi anh cảm thấy ok thì anh chốt. Còn trong trường hợp mà anh thấy không có vấn đề thì anh chốt luôn giúp em. Đấy, nếu như trong trường hợp mà anh chốt thì lưu ý giúp em là anh chốt rồi thì hạn chế chỉnh sửa lại giúp em, tại vì nếu như mà chỉnh sửa nó phải thay đổi toàn bộ lại phần bộ kỹ thuật cũng như là phần mặt bằng. Trước khi chốt mình chỉnh sửa còn được, còn sau khi trước chốt cái thời điểm mà anh chưa chốt anh có thể chỉnh sửa thoải mái khi nào mà anh cảm thấy hài lòng nhất và anh cảm thấy ưng ý nhất. Đó thì lúc đó mình sẽ thống nhất cái phương án ở đấy. Còn lại hiện tại trong cái quá trình mà anh đã giống như anh chốt đến phần ngoại thất 3D, đến phần bộ kỹ thuật hay phần vật kết cấu rồi mà anh muốn chỉnh sửa lại mặt bằng thì nó phải thay đổi lại toàn bộ luôn cái phần mặt bằng này. Nên là em cũng phải phổ biến lại cho anh để anh thống nhất lại để cho nó không cái đấy mình hiểu. Dạ vâng. Thì em sẽ cho anh xem sơ qua cái mặt cái hợp đồng thiết kế, tại vì anh cũng đã tìm hiểu một đơn vị khác để làm thiết kế rồi. Cái này thì anh cũng đã nắm được cái thông tin và cái quy trình rồi. Thì đơn vị bên em thì nó sẽ bao gồm các cái hạng mục để mà sau này mà phải bàn giao cho anh. Đầu tiên là bên em sẽ bàn giao, anh kiểm tra giúp em mặt bằng công năng. Bên em có hỗ trợ về làm cả mặt bằng bắt trạch phong thủy cho anh nữa. Là cái thông thủy cho anh về cái tuổi của anh sau này thi công xây nhà nếu như mà anh cần. Còn nếu như mà anh không cần thì không quan trọng, vẫn nắm về vấn đề mặt bằng bắt trạch phong thủy thì bên em vẫn sẽ bổ theo cái kích thước lỗ ban phong thủy của nhà để anh nắm được. Cái phần thứ hai khi mà em phải bàn giao cho anh là phần bản vẽ bối cảnh 3D là hình dáng nhà. Hiện tại anh đã có một cái mẫu nhà anh xem của đơn vị bên em rồi. Thì em sẽ cố gắng em dựng theo cái mẫu đó. Và sau đó khi dựng xong thì em gửi trình phương án cho anh. Cái phương án đó anh cần điều chỉnh về cột, anh muốn cột tròn hay cột vuông hay phào chỉ hòa tiết mà anh cảm thấy nó không hợp lý, anh báo lại em để em chỉnh sửa lại giúp anh. Cái phần thứ ba là phần bản vẽ chi tiết kiến trúc công trình, là cái phần bổ kỹ thuật chi tiết của ngôi nhà liên quan đến kích thước cửa này. Kích thước của từ cốt 0 lên đến mặt sàn là bao nhiêu, kích thước tường bao xây bao nhiêu, tường 20 hay tường 10, tường ngân phòng như nào. Thì nó nằm hết trong cái quyển này để cho các bác thi công các bác nắm được cái thông tin là nó có kích thước chi tiết. Đấy, phần thứ tư của bên em là phần hồ sơ kết cấu chi tiết liên quan đến phần kết cấu móng của anh ấy. Đó, cái phần thứ năm là phần hồ sơ kỹ thuật điện nước liên quan đến toàn bộ các cái phần điện nước chiếu sáng trong ngôi nhà mình. Đấy, cái phần cuối cùng khi mà chốt xong được các hạng mục này rồi thì nó sẽ có một quyển dự toán khối lượng chi tiết. Cái dự toán khối lượng chi tiết này là anh định hình được là anh và đơn vị bên em sẽ trao đổi
thì đã có dự toán khối lượng chi tiết này rồi, nhưng lúc đấy mình chỉ trao đổi vật tư vật liệu thôi. Bên em sẽ cố gắng gửi cho anh cái báo giá. Bên em sẽ gửi cho anh hạng mục báo giá ít nhất là tầm 5 phân khúc. Giả dụ bắt đầu từ phân khúc cao cấp này, đến khung phân khúc gọi là khá này, đến phân khúc trung bình. Thì sau này nếu như mà anh mà muốn kết hợp với bên đơn vị bên em làm thi công trọn gói luôn ấy, thì cái chi phí tiền thiết kế hiện tại bên em đang để đơn giá là 120.000 một mét vuông. Cái chi phí này nhân với cả tổng diện tích mặt sàn thiết kế của tầng 1 và tầng 2, giả dụ hiện tại bây giờ em đang tính sơ bộ của anh, nó đang rơi vào khoảng độ đâu đó, anh chờ em xí, bao nhiêu mét anh nhỉ, 9 nhân với cả 12,5 đi, hiện tại nó đang rơi 9 nhân với cả 12,5 nó đâu đó khoảng độ tầm 112 mét vuông một sàn, thì nhân với cả hai sàn, nhân với hai sàn hiện tại nó đang là 225 mét vuông, thì nhân với cả đơn giá 120.000 với bên em, tiền thiết kế của bên em, thì nó đang dao động bằng khoảng độ 27 triệu tiền thiết kế khi mà hoàn thiện xong đầy đủ các bản vẽ. Thì 27 triệu này hoàn thiện xong xuôi rồi, nếu như trong trường hợp mà anh có nhờ đơn vị bên em làm thi công trọn gói luôn thì bên em trả lại cho anh cái tiền này, nhưng khi anh phải đặt bút vào ký hợp đồng thi công anh nhé. Đấy, khi anh ngồi anh làm việc với bên thì sau này sẽ có một giám đốc thi công ở tại khu vực về trao đổi với anh này, và một bạn chăm sóc thi công về làm việc với anh, thì bên em sẽ trừ lại cho anh cái tiền thiết kế này đi. Nhưng mà khi mà anh phải ký vào hợp đồng thi công, còn trong trường hợp mà hiện tại anh đã có đội ngũ đội thợ ngon anh rồi, và anh cũng hiểu về kỹ thuật rồi, anh bám sát được công trình rồi, và không có vấn đề gì anh phải lo về việc vấn đề kỹ thuật sau này xây dựng, rồi anh tự thi công, anh tự thi công, đồng nghĩa với việc là anh phải trả tiền chất xám cho bọn em. Cái này là bọn em đang sử dụng chất xám của bên em, cũng như là cái bộ máy của bên em để hoàn thiện cho anh một cái hạng mục bản vẽ. Nhưng cái này thì bên em cũng sẽ hỗ trợ miễn phí toàn bộ các cái phần kết cấu của gia đình mình về để nghiệm thu lại cho mình cái phần khối lượng kết cấu. Giả dụ như kiểu thợ thuyền làm xong rồi, kết cấu nhà mình làm thi công xong xuôi ngon lành rồi, thì em sẽ nghiệm thu cái phần đó cho anh. Thì nghiệm thu cái phần kết cấu xong xuôi cho anh để anh biết được là thợ thuyền làm đúng theo tiêu chuẩn thông số bản vẽ hay không, có làm sai hay gì hay là làm đúng cái gì rồi, thì em cũng về em sẽ đưa ra những cái ý kiến khách quan nhất cho anh. Thì cái quyết định của anh sau này anh làm việc với thợ sẽ là cái quyết định cuối cùng, là anh có đồng ý sửa chữa hay là anh được phép sử dụng hay không, cái đấy bên em không tham gia, bên em chỉ hỗ trợ về nghiệm thu cho anh theo cái khối lượng bản vẽ của bên em thôi. Còn lại toàn bộ sau này cái ý kiến thì anh vẫn phải đưa ra làm việc với thợ, đấy là bởi vì anh đang tự thi công mà, bên em không có quyền tham gia cái vấn đề đó. Đấy thì em phổ biến qua cho anh như vậy. Vâng, và như quý vị vừa theo dõi thì cái quá trình mà kỹ sư Trí Thanh của chúng tôi sẽ tư vấn với cả gia chủ sẽ theo đúng cái quy trình mà nếu như quý vị theo dõi trên các kênh YouTube của chúng tôi từ đầu đến giờ thì sẽ có thể nắm rõ được các quy trình rồi. Và bây giờ để tranh thủ cái thời gian thì kỹ sư Hạnh của chúng tôi cũng sẽ tranh thủ làm cái hợp đồng này, trong khi là đội ngũ anh Thanh của chúng ta sẽ ra ngoài để khảo sát đất. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ra ngoài để cùng xem rằng cái việc khảo sát đất nó sẽ diễn ra như thế nào nhé. Mỗi lần mà chúng tôi sẽ đo về cái diện tích đất thì bên cạnh đó chúng tôi sẽ có cái flycam để quay từ bên trên xuống. Và nếu như quý vị để ý theo dõi qua cái flycam của chúng tôi mà anh cameraman sẽ gắn vào khung hình khi mà chúng ta đã có cái thước phim rồi, thì có lẽ sẽ nhận thấy rằng là cái lô đất này nó sẽ khá là cao, nó bởi vì là đây là một cái khu đất đồi ấy, thế là những cái địa thế của nó sẽ bị chênh lệch nhau. Cái điều đấy sẽ khiến cho cái quá trình chúng ta lựa chọn cái giải pháp xử lý nền và móng làm sao cho nó phù hợp. Thì như anh Thanh, anh nhận định về sao về cái lô đất này hả anh? Đất hiện tại thì trao đổi với các bác nó đang là khu đất đồi, nó đang thoải rất là nhiều xuống. Nhưng mà được cái là một cái đặc thù của khuôn viên khu vực đất đồi thì nó sẽ được tiết kiệm cái chi phí phần thi công phần móng. Để cái phần móng sau này thì mình không cần phải sử dụng những cái móng nó cầu kỳ quá. Vì ở đây mình chỉ cần sử dụng móng cốc thôi, nó đã đảm bảo rồi, vì nếu như mình có đào sâu xuống thì nó cũng vướng đất đá, nó cũng không thể nào mình đào sâu được hơn, nên là nó sẽ có được cái ưu điểm đó là mình tiết kiệm được cái chi phí thi công phần móng. Về cái móng cốc thì nó hiện tại có thể coi là một cái loại móng có cái kết cấu đơn giản nhất rồi đúng không anh? Nó nằm chi phí nó cũng rẻ nữa. Hiện tại thì vừa bay flycam xong thì sẽ cho các bác tham quan cái khuôn viên đất, nó cũng khá là rộng đấy. Khuôn viên này đất thì sau này anh có làm nhiều phương án lắm, bể bơi các thứ, làm tiểu cảnh cả chòi uống nước, không biết sau anh có làm bể cá koi hay không. Nhưng mà khuôn viên đất này chắc là sau anh còn làm cả sẽ tùy, có những bác thì thích cá koi, có những bác thì thích cây cảnh, có những bác thì thích chim, nhưng mà khuôn viên này thì gần như là làm cái gì cũng được, khá là rộng, em có thể nhìn tường bao khuôn viên thì cực kỳ lớn.
Đặc biệt là với cái địa thế như này là chúng ta nằm trên đồi thì cứ lưng dựa đồi là cực kỳ đẹp đúng không anh? Cái này thì anh về phong thủy thì chắc là phải hỏi thầy thôi. Anh em mình gọi là đi cùng với cả thầy nhiều thì các cái phương án mà thầy đưa ra thì nó sẽ phù hợp hơn liên quan vấn đề mà hướng của gia chủ, tuổi của gia chủ nữa. Để sau này làm phong thủy của bố cung bát trạch trong khuôn viên nhà nó rất là lớn. Thì các bác lưu ý là trong cung bát trạch nó sẽ có 4 cung xấu, 4 cung tốt nhé. Không thể nào mà 10 phân toàn 10 được. Đấy, mình được cung này thì mất cung kia. Nhưng mà sẽ cố gắng, đối với đơn vị bên em thì làm thiết kế, bọn em sẽ cố gắng làm sao để lên cái phương án về cái cung bát trạch cho chủ đầu tư nó hợp lý nhất, cũng như là nó đảm bảo được cái vượng khí sau này cho gia chủ. Rồi, chính xác, bởi vì là sau cái khi mà chúng ta đi khảo sát đất này về còn có đội ngũ thầy phong thủy nữa cơ, để xem về những cái hướng rồi là tất cả những cái yếu tố phong thủy dành cho công trình, thì sẽ có những cái đội ngũ hậu kỳ ở nhà sau. Và đối với cái khoảng đất này thì có thể nhận thấy gia chủ đã chuẩn bị rất là kỹ, đã tìm hiểu về cái mặt bằng công năng này hay là về những cái ngoại thất cũng đã rất là kỹ rồi. Thế ở đây thì giới thiệu cho các bác một chút là anh cũng đã nhờ một đơn vị khác làm thiết kế rồi. Nhưng mà cái này em không tiện nói ra các bác nhé, tại vì ở đây cũng đã rắc móng xong xuôi rồi, nhưng mà anh về anh có trao đổi qua một chút là nó đang bị nhiều vấn đề không đúng theo ý của anh. Thì hôm nay cũng rất là hạnh ngộ, cũng là vui mừng khi mà được anh yêu quý nhờ đơn vị bên em triển khai tiếp tục các hạng mục tiếp theo. Đấy, cơ bản là như vậy. Thì hôm nay chắc là mình vào xem công việc triển khai hợp đồng với các anh như nào, ký kết như nào các bác nhé. Cái diện tích xây thiết kế này hiện tại đang bên em đang để tạm thời tính cho anh là 225 m². Nhưng mà khi mà để mà chốt cái này nó chuẩn xác ấy, khi là anh chốt lại cho em cái mặt bằng này thì anh chốt xong thì nó sẽ ra tổng diện tích cụ thể. Được. Tầng 1 bao nhiêu, tầng 2 bao nhiêu nó ra diện tích tổng thể. Được. Nó có thể hơn hoặc có thể kém. Được. Thì mặc định nhân với cả đơn giá 120.000, cái này là tạm thời tính anh nhá. Còn được, em về triển khai bản vẽ em cũng chưa biết được là định hình như nào. Đây mình phải tính lại công năng với. Vâng, đúng rồi, xong xuôi mình điều chỉnh. Thì trên cái bộ hợp đồng này bên em ấy nó sẽ có bao gồm như này. Hai số điện thoại hotline chính của bên công ty em ở khu vực miền Bắc. Hai số giám đốc của bên em điều hành, một số đuôi 4 con 8 và một số đuôi 5 con 3. Thì hai số này sẽ là hộ số chính để làm việc sau này trong nhóm, và cũng là người lập nhóm làm việc Zalo, sẽ phân các bạn trong khâu thiết kế vào. Bên em có thể đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục nào thì anh cứ báo lại, bên em đẩy nhanh cho anh. Anh chốt được cái mặt bằng cái bọn em chạy kết cấu cho anh luôn để cho các bác thợ làm việc vừa xong. Vừa vừa đẩy kiến trúc lên việc hiểu nhỉ? Không, anh chỉ cần chốt được cái mặt bằng thôi. Còn chỉ chốt được mặt bằng em làm cho anh cái phương án móng là hoàn thiện xong rồi, làm phương án anh thi công phần móng xong xuôi là hoàn thiện bản vẽ xong xuôi rồi. Thì lúc đấy là anh đã có thông tin đầy đủ để anh triển khai hạng mục tiếp theo rồi. Đấy thì nó bởi vì anh đang cần gấp mà. Anh cứ chốt cho anh mặt bằng công năng xong xuôi rồi bọn em sẽ cố gắng đẩy cho anh cái phần kết cấu trước. Còn lại những cái phần liên quan phần bổ này, phần ngoại thất này, phần điện nước, anh em mình trong quá trình mà anh thi công phần móng, các bác thi công thợ phần móng thì anh em mình sẽ trao đổi tiếp và điều chỉnh tiếp để cho nó hợp lý nhất. Thì trong cái nhóm làm việc chung này thì sẽ số 5 con 3 sẽ là người phụ trách chính về quản lý nhân sự trong đó. Trong quá trình thi công mà khi mà anh có vấn đề gì trao đổi trên nhóm làm việc chung như Zalo của anh em ấy, là các bạn thì đội ngũ chuyên viên thiết kế của bên em không trả lời hay là không hỗ trợ anh trong quá trình chỉnh sửa bản vẽ, anh báo trực tiếp tang trực tiếp cho em số điện thoại này. Cái số điện thoại này là đại diện trên hợp đồng là ông Hoàng Gia Lập anh nhé. Đây, ông Hoàng Gia Lập này. Thì anh có thể trong cái nhóm mà anh lập là giám đốc điều hành, anh cũng sẽ là người lập nhóm luôn. Thì có vấn đề gì thì anh cứ tang trực tiếp anh Hoàng Gia Lập giúp em. Để anh ấy làm việc lại với các bạn nhân sự. Anh sẽ là phụ trách quản lý lại. Bạn nào có thái độ tiêu cực hay là không làm việc đúng theo cái phương án mà anh đưa ra thì anh báo lại cho em. Đấy, trong quá trình mà về phần giám sát thì anh cũng báo lại cho em số điện thoại này. Anh là người phụ trách. Thì nhà anh thi công xong những cái phần móng làm thì anh tính cho em thời gian là khoảng độ bao giờ thi công xong phần cốt thép. Thì anh báo lên bọn em sẽ sắp xếp thời gian và về trực tiếp công trình nhà mình để hỗ trợ nghiệm thu cho anh phần đó. Đó, thì em sẽ trao đổi sơ qua như vậy để anh nắm được. Thì em sẽ làm một cái phiếu xác nhận nhận trước của gia đình nhà mình. Thì hôm nay anh ứng cho bên em là tiền mặt hay chuyển khoản anh? Tiền mặt. Vâng. Chuyển khoản là cái điện số.
lo buông. Nếu như mưa nhỏ thì nó rỏ xuống cái ban công này, còn mưa to thì nó xối xuống dưới, chắc chắn nó sẽ xối xuống dưới. Mưa to nó xối xuống không thể nào mà nó không xối được. Đấy nên là em phải trao đổi lại với anh. Còn mưa nhỏ thì nó sẽ rỏ từ từ xuống cái ban công này. Cái này thằng hiện tại là cái thằng ban công này hiện tại anh đang để văng ra 1m2. Cái thằng mái này của anh văng ra có 60 phân thôi. Còn mưa nhỏ thì đồng nghĩa việc nó sẽ chảy từ xuống ban công này không sao, hai cái ban công này không sao. Còn là nếu như mưa to ấy thì nó xối từ trên với cái khổ độ chiều cao 3m6 nó xối xuống dưới. Mà cái đỉnh mái này hiện tại lên nữa cộng thêm 3 mét mấy nữa nó xối xuống dưới thì kiểu gì nó văng ra ngoài. Nó chỉ mỗi cái văng này thôi. Đấy, đây là chú, cháu đang bảo với cả chú đang phân tích cho chú nhá. Cái thằng mái văng của thằng mái nhà này nó có 60 phân thôi. Thằng ban công thì tại đua ra là 1m2. Thì 1m2 và 60 phân đấy thì trong cái khoảng nó vẫn là khoảng sáng. Thế anh đang bảo là nếu mà cắt được cái văng ấy không cho nó chạy thẳng xuống. Không, thế rồi mái chính nó chạy thẳng. Cái thằng này tự nhiên cắt đi á, cắt đi nó xấu. Mái nó phải văng ra 60 phân nó mới đẹp chứ chú bảo tự nhiên. Cái hiên đây này. Cắt cái hiên đây đi. Cắt cái hiên đây thẳng xuống. Không, cắt cái hiên. Cái mất ban công à? Mất ban công thì mất ban công thì bây giờ anh ấy phòng ngủ anh muốn ra ban công anh không, cứ có ban công như vậy. Thế là nó bắn đây, nếu còn cái đường này này, mái này. Em hiểu ý bác rồi. Em hiểu bác là muốn làm từ đây vào thẳng luôn là không có ban công là cái phòng ngủ luôn để cho nó rộng. Đúng không ạ? Không. Nghĩa là cắt bắn cái ban công đi, không cho nó thở ra nữa. Tức là không có ban công. Ban công thì nó xấu. Sở hữu. Mà nếu mà không có ban công thì phải làm cái dàn hoa ở đây. Cái hoa trang trí gọi là chỉ bắn gờ ra nổi ra khoảng độ đâu đó mấy phân thôi. Đấy, nhưng mà kể ban công được mà. Sau này cái hệ thống ban công nó có hệ thống thoát sàn âm trong ban công rồi. Đúng. Bây giờ cái vấn đề bây giờ hiện tại theo thiết kế, bây giờ em bảo nhá, bắt đầu hôm nào em chỉnh khai thiết kế anh cho bác vào trong nhóm luôn. Bác là người thi công, bác lắm lúc bản vẽ bên công ty. Thì trong quá trình đấy thi công thì có vấn đề không hợp lý trao đổi luôn trên nhóm. Thì cùng sẽ kết hợp với cả bên em luôn. Anh để trao đổi cùng bên em có cái vấn đề gì mà cần thay đổi hay như nào đó, nhưng mà về cái vấn đề mà bản vẽ thì chắc chắn là về ý kiến thì bọn em phải tôn trọng ý kiến của anh đưa phương án như nào thì bọn em phải thiết kế làm theo cái phương án của anh. Còn trong quá trình mà thi công mà trong bản vẽ bên em mà thấy nó bất cập hay là không hợp lý chỗ nào mà các bác thi công khó quá thì trao đổi lại giúp em trên nhóm để anh em kết cấu, bên em chạy kết cấu xong xuôi để trao đổi với bác để cho nó phù hợp. Cái này nếu mà để mà không ngoái mà không buông xuống theo cái đường này nó bị rêu chất xấu. Vẽ làm sao đây? Nếu là không có máng được. Sau này không. Cái này là mái này, mái buông mà. Sau khi ngói nó trồi ra đâu đó khoảng độ tầm 10 phân của cái thằng ấy mà, bê tông mà. Chứ ai để như này? Nhà này người ta đang chém ngói, chém mái. Cái bản vẽ này của anh hiện tại người ta đang để ngói âm vào trong cái gờ bê tông này, chảy mái xi lô chảy chung quanh nhà. Đấy. Vì đất nhà người ta không có thì người ta làm thế đất nhà mình rộng thì mình để buông hết. Thế nếu mà bây giờ nó biến ngoài nó thò xuống cái mái chính nó sẽ bắn vào đây, nó sẽ sau này nó sẽ nừng cái đường này. Thế bây giờ cháu phải chia sẻ bắn. Cháu đã chia sẻ với chú thôi. Nó sẵn có thoát nước chứ. Cháu chia sẻ. Thoát thì nó vẫn là thoát nhưng mà cả cái mái chính nước từ xuống mạnh lắm. Chú phải định hình như thế này. Chú phải định hình như thế này, cháu phân tích của chú như thế này. Cái thằng mái ban công nó đang là 1m2, có thể lên 1m5. Cái thằng mái ở trên nếu như mà đua cả ngói ra nó 1m7 thôi. Còn mưa to thì chắc chắn nó phải văng rồi. Chú xối từ trên xuống dưới nó phải văng. Còn mưa nhỏ cháu giờ nó văng cả. Đây là mình đang tính cái trường hợp xa quá là nó gặp những trận mưa bão thì lúc ấy nó văng ra thành kệ nó chứ. Kệ mưa to mưa bé chú tính cái mái này của mái chính của nó. Không văng được. Nhiều nước nha, không phải là nó văng mà nó rỏ xuống cái này nó bắn lên. Hiểu? Nó rỏ. Bắn xuống cái nền này xong nó. Đây nó còn cái vách kính nữa mà. Chú nhìn cái vách kính bắn ra bằng đấy. Anh. Chú nhìn cái vách kính đi không? Trên làm ban công phải bắn vách kính nhá chứ sao nó rỏ vách kính nha để cho nó rỏ vào đấy. Cái này nó lại làm cả cái lại hàng cái này vào chồng lại dập dạp. Chứ phải bây giờ chú để ban công chú phải hàn cái này vào để sau mưa nó rỏ vào đây chứ ai để rỏ ban công. Ban công này chỉ tránh trường hợp là mưa nó gió nó tạt vào ban công thôi. Giờ mưa nó giọt tạt vào ban công thì nó đọng nước đây thì có cái ống thoát sàn thoát xuống dưới. Tạt một ít thì không còn bắt buộc nhá, nếu chú sử dụng ban công, nếu mà chú bỏ ban công thì cháu nói làm gì cả. Bắt buộc nhà nào sử dụng ban công trên cũng phải bắn một là vách kính ở trên, hai là một tấm nhựa để ấy để sau này mưa từ trên mái nó rỏ vào đây để xử lý. Chứ ai để không ngay sau mưa nó tạt vào đây xong rồi nó bẩn nhễ nhét ở đấy à? Chú anh đi ra làm sao xử lý được? Kể cả nếu như cái thằng mái chính này của chú đúng không? Sau mà chú thi công mà chú làm cái dàn mưa thì chết cái dàn mưa đó nó phải đóng kính. Để nó chứ ai để mái từ trên nó rỏ xuống vào cả một cái ban công dàn mưa được. Nên là đây, nếu mà ấy là còn lại hẳn một cái dàn nữa. Đây dàn đây. Nó phải có dàn chắn chứ. Được, không sao? Không có dàn. Cứ làm như thiết kế như thế mà. Đấy không có dàn chắn thì cái ban công 1m2 không có rào chắn thì làm sao mà xử lý được cái vấn đề mà nó đọng nước được, để nước nó tí tách rỏ xuống cái, trơn tuột mặt. Đấy đâu có dàn chắn này đúng không? Cái dàn chắn này nó chắn hết cái ban công của anh luôn. Cái dàn chắn mà nó đua ra bằng cái ban công luôn. Đây người ta tính hết rồi mà. Ai bảo là để như chú đang sơ là cái nước này nó rỏ ngay này, cái thằng này có 60 phân thôi, thằng này nó 1m2 thì nó rỏ liên tục xuống đây thì nó trơn cái sàn của anh, nhưng bên em không thiết kế như vậy, đã xác định làm cái ban công này trên nó phải bắn một cái vách rồi. Mình làm ý xì cái này rồi, cái này cũng tính toán hết rồi.
Đến anh cả mà anh vâng. làm nhà cho. Thế nên là cháu bảo rồi, trong quá trình mà thi công thì cứ cho bác vào trong nhóm luôn để bác thảo luận cùng với bên, có vấn đề gì lăn tăn, có vấn đề gì thắc mắc, có vấn đề gì cần hỏi trao đổi luôn, anh em nó giải đáp, anh em bọn em giải đáp trực tiếp luôn cho anh với cả bác luôn. Đấy, để cho nó đỡ phải lấn cấn trong cái vấn đề. Tại vì bên em có đội chuyên viên riêng mà, đội kiến trúc sư riêng và đội thi công riêng, vấn đề gì cũng được. Báo giá vật tư vật liệu anh cần cái hạng mục gì bên em báo giá hết cho anh. Hôm nọ làm theo cái mấu này, cái đường này nó leo này, nó nhỏ quá, nó rất xấu này. Nếu mà anh được ngoài vuông ấy, cái đường này này của người ta là nó viền nó quá nhỏ mà thằng sắt nó quá khó làm. Thì bây giờ chú nhìn hai kiến trúc này, hai kiến trúc này thì bây giờ chú nhìn hai kiến trúc thì bây giờ kiến trúc nào bỏ tiền ra để bỏ tiền ra mua xứng đáng hơn. Bây giờ cháu nói với cả chú tiền nào của đấy, đơn vị bên cháu hiện tại bây giờ không phải là, nếu như mà để mà chú trách tìm hiểu đơn vị bên cháu thì cũng đang là một đơn vị số 1 hiện nay rồi chứ không phải là đơn vị leo phèo gì cả. Và mô hình nhân viên của cháu đang làm thi công cả nước cơ. Để chú nhìn hai kiến trúc, chú tự là người đánh giá của hai đơn vị, chú tự đánh giá. Đấy, bên cháu là anh em chuyên viên, người ta làm chuyên. Bên cháu không như các đơn vị khác là một người làm tất từng tật các khâu, bên cháu là bóc tách từng khâu một, ông nào chuyên khâu đó thôi, chứ không phải là một ông làm tất được, một ông làm tất được thì nó sẽ không tốt được trong quá trình thi công. À, cái Zalo mình gửi ảnh qua Zalo cho cậu. Sau anh lập cái nhóm làm việc chung. Bên em là một người nhóm làm việc chung này, anh gửi đến nhóm giúp em. Hiện tại là mình liên lạc, bây giờ mình cứ liên lạc qua số nào? Trên cái số hợp đồng này, hoặc là anh liên hệ cho cái bạn mà liên hệ cho bọn em về đây để làm việc. Bên em là anh cái em số hôm qua 83 đúng rồi, bên em là kỹ thuật số hôm nay gọi đúng không? Đúng rồi. Anh liên hệ cho 48 hay là 83 đấy, sau này anh cứ liên hệ cho bạn đấy. Còn lại các cái vấn đề còn lại thì bên em sẽ 0981 số của em đấy nhỉ. Vâng, em là kỹ thuật nhưng mà sau này em lại phụ trách về bên thi công cơ. Em lại không thế làm bên nào? Số thì anh sẽ sau này lập nhóm này, có cái ông 5 con 3 này, ông lập nhóm này anh sẽ làm việc trực tiếp với ông ấy, thì sẽ lập cái nhóm làm việc chung, và một là anh làm việc với ông này, hai là anh làm việc với cái bạn mà anh liên hệ đầu tiên ấy. Đây. Thế đấy, anh làm việc với ông này. Ông này, hai ông này là đều là giám đốc hết. Ông nào cũng được. Thì anh làm việc với cả hai ông này thì sẽ xong cái phương án anh nhá. Thế thì anh em bọn em chắc là cũng hơi nhiều việc, chắc bọn em xin phép bọn em đi luôn đây. Okay. Có gì vấn đề mà trong nhóm làm việc thi công thì sau này cứ thêm bác vào trong nhóm, cần giải đáp từ vấn đề về thiết kế. Sau này lập nhóm thì sẽ có nhóm sau đúng không? Chiều này có nhóm luôn. Còn là mai. Cái thứ hai là tôi phải bảo qua cho 26 để mình múc. Anh nhắn lên cho nó, anh điện cho ông này này, ông này là giám đốc của bên em. Anh bảo là anh cần phương án móng sớm, bây giờ anh chốt cái mặt bằng, cái bọn em chạy kết cấu cho anh luôn. Thế thì bây giờ anh không điện cho ông này, bọn em thì bây giờ tự nhiên lại đi quát sếp thì tự nhiên câu chuyện nó không hay không? Sếp lại ghét cho. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi quá trình đi khảo sát đất cũng như là tư vấn với khách hàng, và có thể nhận thấy rằng là công trình này chúng ta đã hoàn thiện cũng khá là nhanh, bởi vì là cái số lượng đo đạc kích thước cũng đã được đo từ trước rồi, đúng không anh? Khuôn viên đất cũng khá là rộng các bạn, nên trong quá trình mà thi công thực tế thì mình vẫn phải xây dịch. Bởi vì nó lớn quá thì sau này xây dịch và đặt được cái nhà khuôn viên chính rồi mình còn làm hệ thống sân vườn cổng bằng rào nữa thì nó phù hợp hơn trong quá trình sau này mình đo đạc thực tế. Vâng, và như quý vị cũng có thể theo dõi rằng là trong cái quá trình mà tư vấn cũng sẽ có khá là nhiều vấn đề, kể cả từ là chúng ta sẽ làm việc với ai hay là sẽ triển khai những cái kết quả các bước như thế nào, thì tất cả đều đã được tính toán rồi, và chúng tôi sẽ lập nhóm và sẽ có gia chủ vào trong đó, kể cả những ai mà muốn tham gia cũng sẽ có trong nhóm để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề. Còn sau đây thì chúng tôi sẽ xin phép là di chuyển tới công trình tiếp theo, bởi chúng tôi đang khá là nhiều việc, đặc biệt là vào cái dịp đầu năm như thế này. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mark Home cũng như là muốn thiết kế thi công trọn gói thì quý vị có thể truy cập vào các trang web của chúng tôi cũng như là liên hệ tới các số hotline. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.